hướng dẫn sử dụng voucher. Đến địa chỉ được sử dụng voucher. Chọn sản phẩm yêu thích, thanh toán và nhận hóa đơn. Mở app, đăng nhập tài khoản cá nhân. Vào kho quà và chọn voucher. Nhấn vào sử dụng. Sau đó gửi ảnh chụp hóa đơn về cho chương trình để chương trình xác nhận và hoàn tiền cho các bạn.